làn da trắng luôn là mong muốn của phái đẹp. Tuy nhiên, người có làn da trắng và mỏng thường khá nhạy cảm và dễ dàng bị đau hay tổn thương, thường xuất hiện ở vùng đùi, má. Đây là những dấu hiệu của hiện tượng giãn mao mạch trên da. Nếu không điều trị sớm sẽ dẫn tới kích ứng, mẩn đỏ. Đã có rất nhiều phương pháp điều trị trước đây nhưng hiệu quả chưa cao. Hiện nay, tại Thẩm mỹ viện Misa 94 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, một địa chỉ làm đẹp uy tín được rất nhiều người mẫu, ca sĩ, diễn viên ưa chuộng, thì giãn mao mạch trên da đã được điều trị một cách an toàn, hiệu quả với công nghệ Spectra Laser thế hệ mới. Đây là dòng công nghệ cao cấp của thương hiệu sản xuất máy hàng đầu thế giới Lutronic đã được FDA, CE kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận an toàn, hiệu quả với khách hàng. Chuyên gia thẩm mỹ tại Thẩm mỹ viện Misa với kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong ngành thẩm mỹ sẽ chia sẻ về phương pháp điều trị với khách hàng. Tôi có Misa mà trong luôn có một làn da trắng sáng và mịn màng, và Misa luôn là một địa chỉ đáng tin cậy đối với trang. Giãn mao mạch có biểu hiện là các mạch máu giãn như hình mạng nhện li ti dưới da. Vùng da có mao mạch giãn nhìn thấy sẫm màu hơn thường xuất hiện ở những làn da mỏng, yếu, dễ tổn thương. Công nghệ Spectra Laser có bước sóng 1064 nanomet, phát ra năng lượng rất cao, đủ độ mạnh, độ rộng, tác động sâu và kéo dài đến mạch máu. Chùm tia laser sẽ làm vón tắc các mao mạch và mạch máu đang điều trị, đồng thời các mạch giãn này biến mất hoàn toàn. Kết thúc liệu trình điều trị, các lỗ chân lông trên bề mặt da sẽ được thu gọn lại, vùng da điều trị trở nên trắng, mịn màng hơn và tiếp tục cải thiện lâu dài về sau. Đây là công nghệ nổi trội trong điều trị tổn thương sắc tố và mạch máu mà Thẩm mỹ viện Misa đã ứng dụng thành công cho rất nhiều khách hàng. Hãy đến Thẩm mỹ viện Misa 94 Nguyễn Chí Thanh để trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp uy tín, hiệu quả và hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn.